I am very lucky to have a translator for this talk. So I thank very much the translator. So you have most of the slides in your book. So maybe I'll try to keep it short because I think you have everything already in Vietnamese in your book. And only when messages are really important, only when I think that these are the take-home messages of this talk, maybe then I'll ask our translator to re-explain exactly what it is, so I am sure that you've got everything in mind. Trong cái cuốn tài liệu của hội nghị thì các bạn đã có cái bài slide và đã được dịch ra là tiếng Việt. Và tôi nghĩ là các bạn có thể đọc và hiểu những cái vấn đề hết trong cái bài trình bày về chung. Và những cái vấn đề nào mà quan tâm các bạn cần phải hiểu rõ thì tôi sẽ chú tâm vô cái slide đó và dịch và cắt nghĩa kỹ những cái slide đó. So the first thing is that we've issued very recently guidelines from ISWOG on the ultrasound assessment of biometry and growth. So I would encourage you to have a look to these guidelines. Gần đây chúng ta thấy là có một cái hướng dẫn của Hiệp hội ISWOG về cách đánh giá và đo đạc các chỉ số sinh học của thai. So ultrasound is very important in the assessment of fetal biometry and fetal growth. And this is the first concept that you need to understand. It is the difference between fetal size, which is the biometry at a given time point, and growth, which is how this biometry are changing over time, and which reflects how the baby is doing well. Và khi sử dụng các siêu âm thì chúng ta nên phân biệt hai cái khái niệm. Thứ nhất là các cái số đo sinh trắc học của thai. Đó là chúng ta dùng cái công cụ siêu âm để đo đạc các cái chỉ số tại từng thời điểm. Nó khác với cái khái niệm là tăng trưởng. Tăng trưởng growth nghĩa là những cái số đo đó nó thay đổi theo thời gian với cái tốc độ như thế nào. Nó đánh giá được cái tiến trình tăng trưởng của em bé phát triển như thế nào. So what we are looking for is IUGR, which is the failure to achieve your normal growth potential. And we know that such IUGR is associated with increased morbidity and mortality. Và chúng ta biết cái khái niệm mà thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung. Thì cái thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung nghĩa là theo định nghĩa là không đạt được cái tiềm năng tăng trưởng mà chúng ta kỳ vọng. Và đi kèm với cái thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung là sẽ gia tăng bệnh suất và tử suất. And this is different from being only small. And smallness is what we are looking for by ultrasound. Being small might indicate that you are indeed IUGR. But you can very well be small without being IUGR. You're just constitutionally small. But you can also be IUGR without being small. If you were programmed to be at the 80th centile and you end up at the 20th centile, you are IUGR, but you are not small. So it's very important to understand the differences between these concepts. Những cái khái niệm này nó có thể là những cái vòng mà nó có phần sẽ trùng lắp lên nhau. Ngay cả cái khái niệm mà thai nhỏ thì về mặt định nghĩa là nó không liên quan tới cái bệnh lý. Nhưng mà những cái trường hợp mà chúng ta đo ra những cái mốc gọi là nhỏ đó thì cũng có một cái tỷ lệ thực sự nó là thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung. Và cũng giống như ở cái khái niệm đối lập lại thì thai, ví dụ như nó được mặc định đó là một cái thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung. Ban đầu chúng ta đo là ở vị bách phân thứ 3 nhưng sau đó sanh ra ở vị bách phân thứ 20 chẳng hạn. Thì không có nghĩa là do nó từ chuyển thành IUGR thành một cái thai nhỏ trong tử cung. So again, we are interested in growth problems because we know that if you are either
too big, microsomic, or if you are growth restricted, you have an increased morbidity and mortality. So are these concepts completely clear to everybody? Và chúng ta phải hiểu đó là cái khái niệm về tăng trưởng. Chúng ta phải nắm rõ cái khái niệm này. Ví dụ như ta dùng cái ngưỡng cutoff trên vị bách phân thứ 90 chẳng hạn, là dưới 10, nghĩa là những cái cutoff đó nếu dưới đó thì là một cái thai giới hạn tăng trưởng, thai nhỏ, còn nếu trên đó là một cái thai to. Đi kèm với cả hai cái cực đầu của cái tăng trưởng đó đều liên quan tới bệnh suất và tử suất tăng lên. Okay. Okay, everybody. Okay, great. So just to illustrate again the difference between fetal size, which is at a given time point, and fetal growth, which is how it evolves. That is completely different. Thầy xin nhắc lại là kích thước của thai là số đo tại một thời điểm, còn tăng trưởng của thai là một cái quá trình diễn tiến theo thời gian của cái số đo đó. So if you look at the picture of this guy, September 2019, you may think that he's fat, but if you look at him 2 months before, eventually you realize that he is losing weight. Okay? So that's the difference between size, just at a given time point, and growth, which is the evolution of the parameters. Một cái hình minh họa chúng ta thấy đó, một hai người đàn ông, nếu mà tháng 9 và tháng 7 thì nhìn vô tháng 9 thì ta xác định ngay, đo đạt ra là cái bạn đó bị béo phì. Nhưng nếu mà chúng ta coi ngược lại chút xíu thì là ở cái thời điểm tháng 7 cũng béo phì, nhưng cái tốc độ là họ có giảm cân, tức là họ có giảm về cái tốc độ tăng cân. Of course, you need to be certain about gestational age. Và khi mà chúng ta đánh giá nó tăng trưởng như thế nào, cái mốc theo thời gian, thì chúng ta phải xác định cho đúng và chính xác cái tuổi thai. Because in some cases, what you think is abnormal biometry is in fact incorrect dating. Và nếu mà chúng ta đo đạt, mà chúng ta áp lên cái biểu đồ thời gian mà tính tuần tuổi thai sai, thì thực sự ra chúng ta đánh giá nó giới hạn tăng trưởng, nhưng mà thực sự ra đúng theo cái tuổi thai mà lùi về thì nó lại là phát triển phù hợp. So gestational age is the first important issue. You need to be sure about it. Second important thing is that you need to measure properly. Vậy thì trở lại khi chúng ta nói tới giới hạn tăng trưởng thì trước tiên điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có cái tuổi thai chính xác, và cái thứ hai chúng ta nói đến là kỹ thuật đo đạc cũng phải tốt. So these are the main measurements that you know. You should measure these parameters, and in some cases if you like to use it, you may also calculate the estimated fetal weight. It is only an estimation that is based on the parameters that you have measured. Chúng ta đo những cái số đo của thai, ví dụ như trên hình của thầy là những cái số đo, và chúng ta dựa cái số đo đó, chúng ta áp trên cái công thức, nó sẽ ra cái ước lượng cân thai. Cái cân thai này là một cái cân thai ước lượng do chúng ta áp dụng trên một cái phương trình để mà tính toán dựa trên những cái số đo mà chúng ta đo đạt được, thành ra gọi chỉ là ước lượng cân thai thôi. So there are advantages of using estimated fetal weight. It's easy to discuss with the parents or with the pediatricians, but there are also disadvantages, such as the fact that you may multiplicate the errors on each parameter. And also the fact that different phenotypes can give you the same result. If you have a big head and small abdomen circumference, or if you have a big abdomen and a small head, you can end up with the same estimated fetal weight. Khi mà chúng ta dùng cái ước lượng cân thai, thì đúng nó có những cái mặt lợi là chúng ta dễ nói chuyện với lại cặp vợ chồng, chúng ta dễ nói chuyện với các bác sĩ nhi về cái tình trạng thai. Nhưng song hành với nó là nó cũng có những cái yếu tố bất lợi. Ví dụ khi chúng ta đưa lên cái phương trình tính toán mà chỉ cần một cái số đo
sai lệch mà chúng ta nhân hệ số lên thì cái sai lệch nó sẽ bị nhân lên rất là nhiều. Cái thứ hai là nó sẽ không cho chúng ta một cái kiểu hình để chúng ta đánh giá về em bé đó chính xác. Ví dụ như có những cái em bé nó chỉ có đầu nhỏ, hoặc có những em bé chỉ có bụng nhỏ, thì hai cái kiểu hình khác nhau nó chúng sẽ giúp cho chúng ta nhìn sâu hơn những cái kiểu mà thai khác nhau, mặc dù quy chiếu ra cái ước lượng cân nặng nó vẫn giống như nhau. Another important concept is that once you have calculated estimated fetal weight, you should report this value on a dedicated chart, not on a birth weight chart, because this is what is shown on this slide. Birth weight charts reflect a large proportion of premature growth neonates who are growth restricted. So, for example, at 30 weeks, most of the babies who were born at 30 weeks are growth restricted. So if you compare a healthy fetus that is in utero to a population of neonates who are largely growth restricted, you will end up with a misinterpretation. So it's important not to compare estimated fetal weight with birth weight charts. Và một cái vấn đề mà thực sự rất quan trọng mà tôi nhấn mạnh hôm nay nữa là khi chúng ta có một cái con số ước lượng cân nặng, chúng ta phải quy chiếu đặt cái ước lượng của chúng ta tính toán trên cái biểu đồ của ước lượng cân nặng. Chứ chúng ta không lấy cái số đo mà ước lượng cân nặng, chúng ta đem áp lên cái biểu đồ của cái cân nặng khi sanh. Cái birth weight chart là một cái biểu đồ cân nặng khi sanh. Tại sao nó sẽ làm cho chúng ta diễn dịch sai lệch? Vì khi mà cái biểu đồ cân nặng khi sanh đó nó lấy mẫu vô, thì nó sẽ lấy mẫu luôn cả những cái em bé mà sanh ở những cái tuần tuổi thai nhỏ, những cái em bé sanh non tháng, những em bé có giới hạn tăng trưởng trong tử cung, nghĩa là những em bé đó nó có vấn đề luôn. Thành ra chúng ta sẽ không có plot cái điểm mà chúng ta ước lượng cân thai trên cái biểu đồ gọi là ước lượng cân nặng khi sanh. Okay. Everybody is sleeping. Okay. Dạ chắc anh chị ok mạnh lên để cho thầy vui. Another important issue, I'll be quick on that, is quality control. You should assess the quality of your measurements. Các bạn phải kiểm soát cái chất lượng đo đạc, vì cái này chúng ta đang dựa trên những cái số đo, thật ra chúng ta phải kiểm soát cái chất lượng của cái việc đo đạc. So you should look at the quality of your images and look at the distribution of your measurements. Và chúng ta sẽ phải nhìn lên cái hình ảnh mà chúng ta đo đạc và nhìn vô những cái cách mà chúng ta, tức là những cái lần khác nhau chúng ta đo đạc đó nó như thế nào. Another very important issue, and I will be very brief on that, is the question of the choice of the reference chart you are using. You may know that there is a lot of debate going on about that. Và cái điều nữa là chúng ta phải quyết định trong cái chuyện mà chọn cái biểu đồ nào, thì thực sự cái chuyện mà chọn biểu đồ nào còn tranh cãi rất là dữ. Because it is a good way to treat growth restriction. If you think this baby is too small, tức là chúng ta sẽ nó liên quan tới cái cách xử trí mà khi mà chúng ta nhận định cái tăng trưởng của em bé này như thế nào. Ví dụ như đây là một cái trường hợp, ví dụ cho ta đánh giá là nó dưới vị bách phân thứ ba. Then you just need to change the chart. Cho cái biểu đồ này, vậy thì bây giờ chúng ta áp lên một cái biểu đồ khác đi thì sao? And now is okay. Và bây giờ thì nó bình thường. Và cái biểu đồ đó, cái plot điểm đó nó trở nên là ở vị bách phân thứ 15. So for one measurement, different charts will give you different results. Và chúng ta thấy nếu mà chúng ta đưa những cái điểm chấm ước lượng cân nặng đó trên những cái biểu đồ khác nhau thì diễn giải của chúng ta hoàn toàn khác nhau. So this is really important.
And you see, for example, at different gestational age, the measurements are very different from one chart to another. Và đây là một cái bảng tham chiếu thầy đưa ra cho chúng ta thấy một cái minh họa là chúng ta có nhiều cái biểu đồ và những cái biểu đồ đó, ngay cả những cái mốc mà cắt vị bách phân, nó cũng đều khác nhau. So there is a lot of debate going on throughout the world about which chart we should be using. And I don't know if you have a consensus in Vietnam, but it's really something complicated. And there are some people who are pushing to use what is called prescriptive standards, which is a kind of target growth that anyone should achieve all around the world, versus the use of what are called descriptive charts, which only reflect how the growth is in a given country at a given time point. And there is a lot of debate between using prescriptive standards or descriptive charts. Cái câu chuyện mà sử dụng hoặc là so sánh dựa trên cái biểu đồ nào là cái câu chuyện vẫn còn đang tranh cãi rất là nhiều ở khắp nơi trên thế giới. Tôi thì cũng không biết là ở Việt Nam thì các bạn có tranh cãi hoặc là có một cái đồng thuận về chuyện này hay chưa. Nhưng mà khi mà tôi biết là có một số nơi người ta sẽ đẩy cái chuyện mà chúng ta dùng cái biểu đồ gọi là prescriptive. Đó là một cái biểu đồ gọi là kỳ vọng. Kỳ vọng nghĩa là sao? Nghĩa là nó lựa chọn trên cái dân số mà tối ưu. Nghĩa là ở tuần tuổi thai đó không có yếu tố nguy cơ thì em bé nó phải đạt được cái mốc tăng trưởng như vậy. Và cái prescriptive chart đó nó sẽ không có khác biệt giữa các cái quốc gia khác nhau. Và cái câu chuyện tranh cãi là nên chăng sử dụng cái gọi là cái biểu đồ kỳ vọng đó hay là một cái biểu đồ gọi là mô tả là descriptive cho từng nơi của từng quốc gia. Thì cái câu chuyện dùng biểu đồ nào vẫn còn tranh cãi. So we decided to recommend prescriptive charts, but of course it depends on what are your national recommendations. So of course you should first follow the national recommendation that you have. Và đương nhiên thì chúng ta sẽ phải tuân theo cái hướng dẫn quốc gia khi mà chúng ta chọn cái biểu đồ nào. Thật ra tùy các bạn có thể chọn cái biểu đồ kỳ vọng hoặc là cái biểu đồ của tại quốc gia theo cái hướng dẫn của tại quốc gia. So now that you have performed the biometry, what is normal and what is abnormal? What is growth restriction? This is really complicated. How do you define growth restriction? You know how to define a genesis of the corpus callosum, but how to define growth restriction? Cái câu chuyện một cái khía cạnh khác mà chúng ta phải nói là vậy bây giờ chúng ta đồng thuận định nghĩa của cái thai giới hạn tăng trưởng là gì? So there is now a consensus that was obtained between experts, and we recommend to use that consensus. We will see that later. Và đây là một cái đồng thuận Danphy, cái đồng thuận này rất là nổi tiếng về cái định nghĩa cho thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung. This is just for you about the equivalence between centiles and z-scores. It might be useful. And this is the consensus definition of fetal growth restriction. You can see that we differentiate between what we call early growth restriction, that is basically before 32 weeks, and late growth restriction, that is after 32 weeks. Cái đồng thuận Danphy về thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung này nó rất là danh chấn. Nó hội tụ hết tất cả các chuyên gia ở thế giới từ tất cả các hiệp hội của Anh và của Mỹ. Và họ phân định ra là cái định nghĩa của thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung liên quan tới cái mốc mà nó xuất hiện. Là nếu trước 32 tuần thì gọi là thai giới hạn tăng trưởng sớm và sau 32 tuần nghĩa là thai giới hạn tăng trưởng muộn. So I think that you have now understood what is the difference between size at a given time point and growth. And we have
also decided to say that you should consider growth restriction when you see a drop by 2 quartiles. So that means that if a baby was at the 80th centile and then next time you see that fetus, it is at the 20th centile, which is more than 2 quartiles drop, then you may consider growth restriction. Và chúng ta sẽ phải cảnh báo đây là một cái thai bắt đầu giới hạn tăng trưởng trong tử cung nếu tốc độ tăng trưởng của nó không đạt. Ví dụ như ở cái lần trước chúng ta tiếp cận là một cái thai ước lượng cân nặng ở vị bách phân thứ 80, nhưng đến với lần này chỉ là vị bách phân thứ 20, nghĩa là nó rớt xuống trên 2 tứ phân vị, tức là trên 50. Từ 80 xuống 20 nghĩa là nó 60, thì nghĩa là thai đó là thai giới hạn tăng trưởng, chứ không phải là nó đang ở vị bách phân thứ 20, nghĩa là nó không phải thai giới hạn tăng trưởng. Nghĩa là cái tốc độ tăng trưởng, cái tốc độ nó rớt xuống mà trên 2 tứ phân vị, nghĩa là chúng ta sẽ phải nghĩ tới đó là một cái thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung. Just for you to know, if you want to look if a fetus is growing, if he's gaining weight, you should wait at least 3 weeks to look at the difference in weight. That does not mean that you should not see the woman again more frequently. Some cases will mandate daily monitoring, for example, but the estimation of fetal weight, it's useless to do it every 2 days. Và chúng ta theo dõi cái thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung thì nhiều khi cái thay đổi về tốc độ tăng trưởng chúng ta có thể sẽ thấy được sau 3 tuần thôi, nhưng không có nghĩa là chúng ta hẹn bệnh nhân đó lại tái khám sau 3 tuần, vì chúng ta có thể làm thêm những cái khác để đánh giá sức khỏe thai, ví dụ như theo dõi monitoring chẳng hạn. Nhưng chúng ta đừng kỳ vọng là chúng ta cứ phải hẹn tái khám mỗi 2-3 ngày chỉ để tính cái thay đổi ước lượng cân nặng thai. So once you've seen a baby with abnormal biometry, you should probably refer that woman for a second opinion, and you should really do that as an emergency, either if the baby has an abnormal umbilical Doppler with absent or reversed diastolic blood flow. That's the first reason. Or if there are any maternal symptoms of vascular disease, such as hypertension or edema or proteinuria. So in these 2 cases, you need emergency referral. Và khi mà chúng ta đánh giá cái thai này không đạt cái mức độ tăng trưởng phù hợp, thì chúng ta sẽ phải có cái cách tiếp cận một cái thái độ là cấp cứu nếu chúng ta thấy bắt đầu có sự thay đổi trên cái Doppler của động mạch rốn, hoặc là khi người mẹ có những cái triệu chứng mà liên quan tới bệnh lý mạch máu, bệnh lý nền, ví dụ như là cao huyết áp, phù tiểu tiểu đạm, vân vân. So you should clearly report the results of your examination. Chúng ta sẽ phải ghi cái bản chi tiết cái báo cáo kết quả siêu âm. I will not talk to you about other approach that may be useful in the future. And then now we will more closely talk about fetal growth restriction. So you have to understand that fetal growth restriction means 2 things. There might be a problem with the size of the baby, or there might be a problem with the placenta that is not working properly, okay? And you have to remember that in some cases you can have growth restriction without seeing a baby that is small. Và chúng ta đã có những cái khái niệm chung về thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung, thì khi tiếp cận ngoài cái việc mà đánh giá thì chúng ta sẽ phải chú ý về những cái đánh giá về cái chức năng tuần hoàn của nhau thai. Nhiều khi nó có thay đổi nhưng không nhất thiết là cái kích thước nó nhỏ. So if you want to talk about growth and fetal growth restriction, not only should you look at biometry, but you should look as well as Doppler. Và chúng ta nhớ là không phải chỉ có đo đạc mà chúng ta sẽ phải chú ý đến đánh giá các Doppler.
So what is growth restriction? You can see here a summary of many recent studies about growth restriction. And you can see that the definition of growth restriction in all these studies are different. Và chúng ta thấy đây là một cái bản thầy cho chúng ta một cái nhận định là cái ngay cả cái định nghĩa thế nào gọi là một cái thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung nó cũng khác biệt giữa các cái nghiên cứu khác nhau và những cái hiệp hội khác nhau. Trước đó là người ta định nghĩa mỗi cái nghiên cứu sẽ dùng một cái định nghĩa về thai giới hạn tăng trưởng khác nhau. So hopefully now we came to a consensus and we differentiate two main problems. The first one is what is called early growth restriction. It's very easy. You will never miss early growth restriction because it's a baby that is 500 grams at 27 weeks with the mother who has hypertension, proteinuria, etc. Of course, I am exaggerating a bit, but it's really typical. You will not miss it. Hy vọng là sau cái đồng thuận Danphi thì chúng ta sẽ có một cái tiếng nói chung hơn về định nghĩa thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung. Và trong cái bản đồng thuận đó chúng ta cũng có phân định là thai giới hạn tăng trưởng sớm hay là xuất hiện muộn. Và đối với cái thai giới hạn tăng trưởng sớm thì chúng ta rất là dễ chẩn đoán và chúng ta rất là dễ nhận định. Ví dụ đến với chúng ta ở một cái ước lượng cân nặng chỉ có 500 gram ở thời điểm 28 tuần. Nghĩa là chúng ta rất là dễ dàng để nhận định và chẩn đoán ra đó là thai giới hạn tăng trưởng sớm. And your main problem is when should I deliver this woman? And at the opposite, there is late fetal growth restriction. The problem is that you will often miss it because you don't do ultrasound late in pregnancy. But in case you diagnose it, the management is not a problem because usually you will deliver the woman. So it's completely different early and late growth restriction. Cái thai giới hạn tăng trưởng sớm á, thì nó thường hay xuất hiện trong cái bối cảnh nhiều khi mẹ có một cái bệnh lý nền, ví dụ như tiền sản giật, cao huyết áp đến với mình về cao huyết áp, tiểu đạm. Còn cái thai giới hạn tăng trưởng muộn thì là một cái bối cảnh khác, tức là nhiều khi chúng ta bỏ sót, tức là chúng ta không nhận định ra đó là một cái thai giới hạn tăng trưởng muộn. Thì câu chuyện của gia thai giới hạn tăng trưởng muộn là nhận định và chẩn đoán ra, chứ còn xử trí thì nó dễ dàng hơn rất nhiều vì chúng ta không có e ngại về cái chuyện lấy thai non tháng. Thành ra cái xử trí mà chấm dứt thai kỳ của chúng ta nó dễ dàng hơn so với cái thai giới hạn tăng trưởng sớm. So, the first one, early growth restriction, you can see here that of course it's before 32 weeks, baby with no other anomaly, and it's either abdominal circumference or estimated fetal weight below the third centile, or it could be only absent diastolic blood flow in the umbilical artery. That is enough. Just this Doppler anomaly, even with no size anomaly, to say this is growth restriction. Or it can be a combination of two of these factors, of these different items. This is early growth restriction. Cái đồng thuận Danphi thì định nghĩa rất là rõ ràng. Tức là nếu mà chúng ta có cái chu vi vòng bụng hoặc là ước lượng cân nặng dưới vị bách phân thứ 3 hoặc là mất sóng tâm trương động mạch rốn, nghĩa là chúng ta xếp nhóm nó và xuất hiện trước 32 tuần là chúng ta xếp nhóm đó là thai giới hạn tăng trưởng. Nghĩa là chỉ cần mất sóng tâm trương động mạch rốn và không cần cái tiêu chuẩn mà ước lượng cân nặng và chu vi vòng bụng, chúng ta cũng xếp đó nhóm vô đó là thai giới hạn tăng trưởng sớm. Hoặc là chúng ta dùng một cái định nghĩa ở phía sau thì cái group đó đó thì là cái tính về cái ngưỡng cắt của chu vi vòng bụng và ước lượng cân nặng là chỉ cần dưới 10, nhưng nó phải đi kèm với một trong hai cái tiêu chuẩn là bất thường của Doppler động mạch rốn là trên 95 vị bách phân thứ 95 hoặc là Doppler động mạch tử cung trên vị bách phân thứ 95. So as I said, your problem is when to deliver. Cái câu hỏi đặt ra cho thai giới hạn tăng trưởng sớm đó là bây giờ chấm dứt thai kỳ như thế nào, ở thời điểm nào? And you know that it is important to wait because you can see that there is a huge increase in survival
at this very early gestational age. At this early gestational age, each additional day means 2% of survival in addition. You can see it here. So that makes a big difference. Và chúng ta phải hiểu cái câu chuyện là việc kéo dài từng ngày một trong cái khoảng mà sớm này nó rất quan trọng. Ví dụ như mỗi ngày thì bé nó sẽ có cái cơ hội sống tăng lên 2%. Tức là càng sớm thì cái khoảng thời gian kéo dài thêm nó càng có ý nghĩa nhiều trong cái việc mà tăng cái tỷ lệ sống còn lên. So very briefly, in early gestational age, in early FGR, the two best indicators to decide when to deliver is the ductus venosus and the computerized fetal heart rate pattern, that is what is called the short-term variability of the FHR. These are the two main indicators to tell you you should deliver the baby. Vậy thì cái thang điểm nào, cái thước đo nào để quyết định trong cái chuyện mà chúng ta bê em bé ra, thì là theo sau cái nghiên cứu của Truffaut thì người ta thấy là cái quyết định mà chúng ta bê em bé ra là dựa vô những cái thay đổi trên cái ống tĩnh mạch và kết hợp với lại CTG điện toán. Thì cái computerized CTG đó là cái CTG điện toán, chỉ có nó mới phân tích ra được cái dao động nội tại ngắn hạn, là cái short term variability. So when you are very early, as long as you have a diastolic flow, a A wave, a positive A wave in the ductus, or if you have a short term variability that is above 3, you will try to keep going. Nghĩa là sao, nếu mà chúng ta thấy một cái thai giới hạn tăng trưởng sớm dù rất là nặng nhưng mà cái Doppler ống tĩnh mạch nó vẫn còn dương tính, nếu mà cái dao động nội tại ngắn hạn trên cái CTG điện toán mà trên 3 mili giây thì chúng ta nên cố gắng là trì hoãn khoan hả chấm dứt thai kỳ. And just to have simple message, keep in mind that if you have absent diastolic flow in the umbilical artery, then at 34 weeks, deliver. Một cái nói ngắn lại, nói tóm lại là nếu mà 34 tuần thấy mất sống tâm trương động mạch rốn là bê ra. And if you have reversed diastolic blood flow in the umbilical artery, we believe that as early as 30 or 32 weeks, you should deliver. Nhưng nếu mà bất thường, ví dụ như là Doppler sóng ống tĩnh mạch âm tính hoặc đảo ngược mà ở mới có 30 tuần thì chúng ta cũng phải bê ra. Now, late growth restriction, we have seen that it is more complicated because often you will miss it. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tới cái mảng thai giới hạn tăng trưởng khởi phát muộn. Nó xuất hiện sau 32 tuần. Cái mấu chốt của cái này là chúng ta không nhận định ra, chúng ta không nghĩ tới. So this is the definition of late growth restriction. Chúng ta nhìn trên bảng đó là cái định nghĩa thế nào gọi là thai giới hạn tăng trưởng muộn. And the problem is how you will screen for late growth restriction. Probably it is useful to have a policy of routine third trimester ultrasound. Vậy thì làm sao chúng ta tránh được cái chuyện mà bỏ sót thai giới hạn tăng trưởng muộn? Cái câu hỏi đặt ra cũng lại là bàn cãi trong nhiều cái nghiên cứu là chúng ta có nên là làm cái siêu âm thường quy trong quý cuối hay không? And what you are afraid of in late growth restriction is the risk of intrauterine fetal death, and we know that it is increased in case of late growth restriction. Và chúng ta thấy là cái nguy cơ thai lưu thai mất trong tử cung đó, nó có liên quan tới rất là nhiều những cái trường hợp mà thai giới hạn tăng trưởng xuất phát muộn. The problem is that the patterns of anomaly of Doppler is not as typical as in early growth restriction, and it's much more difficult to find
good indicators to tell you when to deliver. Và cái vấn đề đau đầu là cái thay đổi mà bất thường diễn tiến Doppler của cái thai giới hạn tăng trưởng muộn nó khác hẳn so với cái thai giới hạn tăng trưởng sớm. Và cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có rõ ràng về cái đâu là cái mà bất thường mà giúp chúng ta tiên quyết trong cái chuyện mà chấm dứt thai kỳ. However, the cerebral placental ratio seems to be a good sign for growth restriction. So when you see a baby that is small late in gestation, if you find that the cerebral placental ratio is abnormal, that's a good indicator to say that this baby is not only small, but he is also growth restricted. He is not growing normally anymore, and you should deliver that baby. Và người ta thấy có một cái chỉ báo để chúng ta sử dụng rất là hiệu quả, đó là cái chỉ số não nhau CPA. Thì nếu mà chúng ta tiếp cận một em bé mà ở thời điểm trễ của thai kỳ và chúng ta thấy có cái sự thay đổi trên cái chỉ số CPA, đó có thể là một cái mốc để mà chúng ta quyết định mà chấm dứt thai kỳ. You should also probably deliver a baby who shows a slowing in his growth or a baby that is very small, that is below the third centile, or a baby that is just small and that is now 38 weeks. Because there is no meaning going after 38 weeks with a small baby. Và như vậy thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ cân nhắc tới cái chuyện chấm dứt thai kỳ khi chúng ta thấy cái biểu đồ tăng trưởng của em bé bắt đầu đi xuống. Hoặc là một cái tình huống thứ hai là ví dụ như em bé nó đã cán được cái mốc 38 tuần. Vì trong cái tình huống gọi là thai nhỏ hoặc là thai giới hạn tăng trưởng thì cái chuyện kéo dài thêm sau cái thời điểm mốc đó nó không có ý nghĩa nhiều. So just to summarize, in early growth restriction, you should monitor using ductus venosus and short-term variability. Tóm lại, để theo dõi thai giới hạn tăng trưởng sớm, chúng ta sẽ sử dụng cái vũ khí đó là đo Doppler của ống tĩnh mạch và cái dao động nội tại ngắn hạn trên CTG điện toán. If you have, after 28 weeks, absent or reversed A-flow on the ductus venosus, deliver. Sau 28 tuần, nếu mà có sống hai ống tĩnh mạch mất hoặc là đảo ngược, chấm dứt thai kỳ. If you have reversed end-diastolic blood flow in the umbilical artery after 30 or 32 weeks, deliver. Nếu 30-32 tuần mà có đảo ngược sóng tâm trương động mạch rốn, chấm dứt thai kỳ. If you have absent end-diastolic blood flow in the umbilical artery after 34 weeks, deliver. 34 tuần mất sóng tâm trương động mạch rốn, chấm dứt thai kỳ. For late growth restriction, it's more complicated. It's more difficult to diagnose. So you should not only look at biometry, but try to look at maternal history. Look at the velocity of the biometric parameters. Look at the Doppler, including the cerebroplacental ratio. Với thai giới hạn tăng trưởng muộn, thì chúng ta sẽ phải nhìn kỹ hơn. Thứ nhất là không phải chỉ cái số đo mà là cái tốc độ tăng trưởng nó có đạt hay không. Giống như hồi nãy thầy ví dụ 80 mà rớt xuống 20 chẳng hạn. Chúng ta sẽ phải nhìn trong cái bệnh lý nền của người mẹ có hay không. Và chúng ta sẽ phải dùng cái công cụ Doppler, đó là chỉ số não nhau CPA. And if you have signs of growth restriction in a small baby, then you should deliver. So either if the baby is very small, or if there is crossing centiles, the velocity of growth is going down, or if the cerebroplacental ratio is abnormal, deliver no later than 37 weeks. Và theo thầy thì là với những cái trường hợp mà thai nhỏ hoặc thai giới hạn tăng trưởng, theo một điểm cắt thì nó rất là nhỏ, hoặc là cái tốc độ tăng trưởng nó rớt xuống, hoặc là có những cái thay đổi bất thường trên Doppler, ví dụ như thay đổi CPA, hoặc là mẹ có cái biến cố tình trạng xấu, thì chúng ta sẽ phải chấm dứt thai kỳ. Now just to finish,
I want to tell you that even if you do your best and you follow these rules, you will not be able to avoid all poor outcomes. Em xin thêm cái hồi nãy là em dịch hơi sót, đó là mình chấm dứt thai kỳ không quá 37 tuần, tức là trong cái bối cảnh này là mình chỉ kéo tới cái mốc cuối cùng đó là 37 tuần thôi theo ý của thầy. Và chúng ta phải để ý về cái chuyện này. And what is a poor outcome in this case? What are we fearing? We are afraid to see a woman that we've been following for almost 9 months coming at 38 weeks with an intrauterine fetal death. Và chúng ta mặc dù là cố gắng đó, mặc dù cái tâm thế của chúng ta là muốn tốt, hoặc là chúng ta cố gắng kéo dài thêm, nhưng ta cũng tránh cái chuyện là coi như được ăn cả ngã về không, là chúng ta kéo dài và đến với người ta theo dõi cả cái quá trình và 38 tuần là thai lưu. And you deliver that baby and he is 1.8 kilograms and you say, I missed it. Và I should be banished. Và thí dụ như là mình sanh ra một em bé có 1.8 kg, nghĩa là mình phải biết là mình đã bỏ sót vấn đề. But you have to know that it's not your fault. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là thực sự không hẳn đó là lỗi của mình. First, you have to understand that late in gestation, the main problem is not really the perfusion of the placenta, it's more the oxygenation. And this is something that we are not good at monitoring. And you can see here, when you look at the birth weight of a population of stillbirth, you can see that there are a lot of growth restriction at the end of pregnancy, at the beginning of pregnancy, but not that many at the end of pregnancy. And that shows you that the problem at the end of pregnancy is more a problem of oxygenation rather than perfusion. Cái vấn đề về mặt cơ chế thì chúng ta biết là trong cái giai đoạn sau của thai kỳ thì cái vấn đề liên quan tới tăng trưởng thường là do cái quá trình mà oxy hóa, tức là cái cơ chế đáp ứng oxy hóa, chứ không phải là cái vấn đề của tưới máu bánh nhau. Thì cái biểu đồ hồi nãy thầy có đưa chúng ta thấy ở trên bảng của tiếng Việt còn là chúng ta thấy đây là một cái biểu đồ phân phối của những cái trường hợp thai lưu. Thì chúng ta thấy là trong cái cực đầu á, đâu đó khoảng đầu thì đúng là có thai giới hạn tăng trưởng nhiều, nhưng thai lưu mà ở cái cực đuôi thì chúng ta thấy những cái plot điểm của nó không phải là những cái trường hợp thai giới hạn tăng trưởng. And the second important reason why we are not always to be blamed is that when a fetus dies in utero, he starts losing weight. And this is a very important publication that has been, I think, a bit overlooked by people. It's a very interesting study by Neil Sibir, where he shows the loss in weight of a fetus that is died in utero. And you can see that from the moment the fetus died, he starts losing weight. So that baby that we were talking about 3 minutes ago, with intrauterine fetal death and with a weight of 1.8 kilos at the moment of the pathological examination, maybe when he died in utero 1 week before, maybe he was 2.2 kilos. So there is a huge overestimation of growth restriction in stillbirth. And it is because babies are losing weight once they are dead in utero. And this is something really important to know. Thầy muốn đưa ra cái khái niệm là chúng ta phải nhớ là khi mà thai chết trong tử cung thì nó sẽ mất ký và nó sẽ khác so với cái thời điểm mà cái em bé đã mất đó sanh ra đời. Và nếu mà chúng ta đưa lên cái khái niệm đó nghĩa là sao? Ví dụ như
chúng ta chấm bây giờ chúng ta có một cái thai lưu lúc sinh ra em bé cân nặng là 1,8 kg, nhưng thực sự khi mà ở cái thời điểm em bé mất đó là 1 tuần trước thì em bé đó là 2,2 kg, nghĩa là nó không có bị giới hạn tăng trưởng trong tử cung. Nhưng khi em bé nó đã lưu rồi thì em bé nó sẽ mất ký. Thì đây là một cái nghiên cứu rất là hấp dẫn của tác giả Sabir, là về cái câu chuyện là khi mà em bé nó mất ở trong bụng, cái ước lượng cân nặng và cái cân nặng mà khi mà em bé nó ra đời, để nó minh chứng là khi mà em bé nó lưu ở trong tử cung nó sẽ mất ký. Thành ra chúng ta dùng cái mà cân nặng khi mà em bé sanh ra đó để đánh giá đây là một cái trường hợp mà thai lưu do giới hạn tăng trưởng, thì nó sẽ hơi quá tay. Nghĩa là sao? Mình cũng đừng có áy náy quá là do lỗi của mình. Thank you.